hai bạn nữ là sẽ mò 6 cái tiết cơ. Hốt nữa, còn quá trời. Quay hốt quá vậy. Hốt từ từ thôi. 7. Hốt 7 bill vào rồi. Người thắng cuộc sẽ nhận được một món quà khủng từ chương trình. Sẽ được mỗi chàng trai hôn một cái. Anh cũng đã được trải qua rồi, nhưng mà anh lại ngược lại, anh nhát hơn nữa. Nếu mà đến đây nói chung là không biết bấm nút cho người nào. Yeah. Nếu mà có bấm nút, mong em hãy trân trọng thì đó. Không có tất cả, nhưng anh sẽ làm tất cả với em. Em quen người đó, em cảm giác người đó giống như mối tình đầu của em vậy đó. Đầu em nghĩ là nhỏ tuổi là em sẽ không thích, nhưng mà người đó làm có nhiều hành động á. Cảm giác em cảm giác là họ không nhỏ. Quen một thời gian sau 2 tháng thì em phát hiện ra người đó có vợ. Trời. Có con luôn. Có tiêu chuẩn gì về ngoại hình không? Trung bình. Vâng. Trung bình là như thế nào? Như chị chẳng hạn. À. Trời ơi, tôi mà đánh giá trung bình là trời ơi. Mấy em coi chị vậy mà đánh giá có trung bình nè. Chị được gọi là trung bình khá. Trời ơi, giờ nó thêm đi dòng, nó thêm trung bình khá. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Đúng hẹn lên hai chị em lại lên đồ. Lại lên đồ nhưng lại mà đồ. Level thì chưa có lên. À, vẫn cứ thua hoài. Tại sao vậy? Không biết khi nào. Đêm về nằm có gác tay lên trán suy nghĩ tại sao không? Không, bởi vậy mới là đời chứ chị. Chứ bây giờ mình cứ chiến thắng hoài thì nó không có thú vị. Không có hoài luôn. Chiến thắng hồi nào mà hoài. Có. Thành công thì phải có người mẹ là thất bại. À dạ. Thì mình đã thất bại quá nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ mai mối được 2 cặp đôi. Đúng rồi. Yeah. Xin một tràng pháo tay cho hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Trời. Rồi. Đón mừng hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Bên nhà gái cũng đã ổn định vị trí rồi chị Tường. Rồi, bây giờ đổi phong thủy, xin mời chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Rồi, sẽ giới thiệu đỏ. Trước. Dạ xin chào chương trình. Em là tên là Long, Nguyễn Văn Long. Nguyễn đến Văn Long. Đến từ Quảng Ngãi. Em sinh năm 88 chị. Em đang là nhân viên của điện máy, thuộc lắp ráp. Điểm mạnh điểm yếu của Long là gì nè? Dạ nói chung là điểm mạnh của mình là tự tin, nhiều khi cũng tự tin trước đám đông. Dạ điểm yếu là em hơi bị thống hơi nội tâm á chị. Kiểu như mình khó nói chuyện với một người lạ nào nọ. Ở đây ở đâu? Dạ em ở quận 6 chị. Đó là thông tin của anh Long ngồi ở ghế màu đỏ ha. Và bây giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ của mình nè. Dạ em chào anh, chào mọi người ạ. Dạ em tên là Anh Kiều, em sinh năm 1990 ạ. Em đang là nhân viên văn phòng. Em hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quê quán em sinh ra ở trong đây luôn ạ. Điểm mạnh, điểm yếu? Dạ điểm yếu của em hả? Em nhiều điểm yếu lắm. Hầu như em thấy là em toàn là điểm yếu không á. Em toàn là điểm yếu không á. Gì kỳ vậy? Em hậu đậu. Em nói chung em vụng về lắm. Nấu nướng thì không có ngon. Tính em nóng nữa, hay cọc nữa. Em cuồng công việc anh. Em vào công việc là em cứ đâm đầu em làm công việc làm thôi. Em không có để ý mấy thứ bên ngoài. Giống như là bạn bè này nọ rủ đi chơi này nọ thì em bị lười nữa. Tuần thì em cuốn vào công việc bao nhiêu ngày à? Em một tuần thì chỉ làm có 6 ngày thôi. Một ngày em nghỉ. Ngày nghỉ em cũng đi qua bên chị của em. Chị em bán đồ ăn. Em qua em phụ chị em tới tối em mới về. Phụ ơi có lương không à? Không á. Sao dạy dột quá vậy? Tiền người nhà mà anh. Thí dụ giờ có bạn trai rồi mình còn cuồng công việc hay mình cuồng bạn trai nè? Cái đó để coi bạn trai có khả năng để em cuồng bạn trai không. Điểm mạnh đi nè. Điểm mạnh coi là như em thân thiện đi. Thân em thiện. Dễ gần lắm. Như là hoạt bát dễ gần đúng không? Dạ em trung thủy. Có thể coi là được trải qua 3 mối tình. Cái trung thủy của em nằm ở 3 chỗ đó em toàn bị bỏ không à. Giờ là 7 ngày làm việc hết 7 ngày, 6 ngày làm việc, 1 ngày phụ bà chị, 1 ngày nghỉ ngơi thì ngày đó em sẽ làm gì? Dọn dẹp nhà, rồi đưa hai đứa con đi chơi. Hai đứa con? Con của chị hai em.
Thêm một cái khuyết điểm là nói chuyện không có rõ ràng. Làm bị hết hồn hết vía. Bây giờ đến với chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh. Mời em giới thiệu, em tên gì? Kính thưa ban tổ chức chương trình và... Trời ơi, trân trọng quá vậy. Em tên là Nguyễn Thành, em xin 588. Em hiện đang là đầu bếp ở Biên Hòa, Đồng Nai. Em vào đây khoảng gần năm. Gốc em ở ngoài Hà Nam. Hiện giờ là ở Biên Hòa, vâng. Chỗ nào? Chỗ em khu công nghiệp Biên Hòa 1. À, bếp mình chuyên về cái gì em? Cũng về cơm công nghiệp, nấu cơm công nghiệp, tăng ti công nghiệp. Điểm mạnh và điểm yếu? Thực ra điểm em không điểm mạnh mấy đâu, toàn điểm yếu là chính thôi, toàn điểm yếu là chính thôi. Điểm mạnh, điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em hả? Em nhiều điểm yếu lắm, hầu như em thấy là em toàn là điểm yếu không luôn, em toàn là điểm yếu không luôn. Điểm yếu là chính thôi, đâu kể vài điểm yếu chị nghe thử rồi nè. Em là nhút nhát, cũng có phần nào yếu đuối, không có sự nhạy cảm, nắm bắt tâm lý phụ nữ kém. Có lẽ mình suy nghĩ đơn giản quá, lâm ra là nhiều khi bất lòng chị em. Em thì có là sống thế, cũng không màu mè, cũng không kiểu mình không phải tô vẽ gì nhiều. Thí dụ như mình hai người yêu nhau đi, mà bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì theo em nghĩ một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Bất kể là bạn muộn, bất kể là bạn muộn. Quen này là khỏi sợ đói rồi đó. Có mà sao làm bếp mà da dẻ trắng trẻo mịn màng quá vậy? Chị có nói hơi quá, nó không được. Không được như chị nói. Ưu điểm là hay đẹp trai nè, bắt mắt, dễ thương. Thơm phức à, ngồi đây thơm phức luôn. Wow, thơm mùi sườn ngon hay gì. Hả? Ngon á. Ngon. Sao nào, cô gái còn ghế màu xanh, giới thiệu về mình đi. Lần đầu em xin kính chào anh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Lê Hà Thiên Vân. Em sinh năm 93. Công việc hiện tại của em là bán quần áo online, làm mẫu make up với lại diễn viên tự do. Dạ, ở quận mấy? Dạ, ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp. Bây giờ ở với ai? Dạ, em ở với ba mẹ. Ba mẹ? Em trai. Điểm mạnh, điểm yếu nè. Điểm mạnh của em là vui tính, hài hước. Còn điểm yếu của em là hơi thẳng tính, hơi nóng tính xíu. Khi mình nóng là mình làm gì? Không kiềm chế được lời nói ha. Sẽ nói cho... Chửi. Chửi, đúng rồi. Trời. Bây giờ ví dụ một người bơm hàng em sẽ nói như thế nào? Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn làm sao á? Bạn làm sao đó? Mà mai mốt á, Lỡ như á mình gặp nhau ngoài đường á, thì đứng lại và chào nhau. Ủa là vậy là hung dữ rồi hả? Là đối với người bơm hàng của em hả? Đúng rồi, đó là đối với buôn bán thôi. Đối với việc hung dữ khác, là về cuộc sống khác. Thì em sẽ làm như thế nào? Là không đúng ý em thì em nói anh có nghe không vợ? Ủa, giao ước của em với anh là như vậy rồi mà anh không chịu làm là sao? Giờ anh nói gì nữa là nói. Được cũng được thì thôi. Được cũng được thì thôi. Thì thôi. Ly gì? Ly tay. À, chia ly rồi. Mạnh thiệt. Tôi tưởng ly là vui lòng. À, ly. À, ly. Câu này hay á, mình nói chuyện bạn trai mình sao? Nói hoài không chịu nghe hả? Ly. Thời gian rảnh rỗi em làm gì nè? Em đi du lịch với lại đi mua sắm. Rồi, ban tổ chức ghi nhận. Ly. Ly. Thôi đừng có ly, chưa hề chơi một ly gì. Thôi bây giờ mình tìm hiểu nhau kỹ một chút xíu nha. Bây giờ là Long. À, tình trường của em sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có vợ mà đã ly hôn. Em đã có vợ mà đã ly hôn. À, có cháu nào chưa em? Dạ, có một cháu. Cháu năm nay mấy tuổi? Dạ, nay nó 11 tuổi. À, cháu trai hay gái? Dạ, gái. Hiện giờ cháu đang ở với mẹ. Nó bắt đầu được khi nào và kéo dài được bao nhiêu năm thì kết thúc? Quen nhau năm 2008, cuối năm 2009 mới cưới. À. Là tụi em sống được tới năm 2014, ly thân 2 năm. Tới 2016 thì em mới ly dị. À, nhưng mà cho chị biết nguyên nhân tại sao ạ? À? Mình có một cháu rồi mình không có hàng gắn, không có níu kéo được hả em? Dạ, cũng níu kéo vài lần nhưng mà trong giờ hai vợ chồng không còn quan điểm được nữa thì... Cụ thể là không cùng chung cái suy nghĩ gì ạ? À? Lúc trước cái nghề của em, hồi ngày xưa em làm tóc. Vợ thì cũng em đưa vô làm tóc rồi bây giờ em duy tách, không làm tóc nữa. Em kêu vợ hay nghỉ làm tóc đi. Bây giờ bà xã không nghỉ rồi em tự em ra mở tiệm. Bà xã đang làm tóc, mắc gì kêu bà xã nghỉ? Dạ lúc đó tự do là kêu là về là có con nhỏ thì mình đưa vô đây là nếu ở nhà một kiếm việc khác làm để em đi làm được rồi. À. Xong rồi em mở tiệm được thời gian không được nên em buồn, hay buồn nói vợ mà vợ chưa hiểu lắm. Em mới bỏ về quê trong vòng 2 tháng mấy thì người ta thay lòng thôi. Nhưng mà về quê không đem vợ con về chung? Dạ không, hồi lúc đó con ở quê luôn. Rồi bây giờ muốn kiếm một người như thế nào? Người phụ nữ chỉ cần hiền lòng gần xíu, không cần quá giỏi, chỉ biết nấu ăn được sơ sơ. Công việc thì không biết, mình hai vợ chồng hỗ trợ nhau, công việc nhà em vẫn làm được, không cần cao lắm đâu.
Còn 11 tuổi rồi ha. Dạ. Rồi ok, đồng ý. Bây giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ. Dạ, em có 3 mối tình. Tình đầu là lúc em học cấp 3. Quen chắc là hơn 2 năm. Cũng chia tay tại vì gia đình. Gia đình cấm càng. Đúng rồi. Gia đình ai à? Gia đình ảnh. Mối tình thứ hai là chắc cũng lâu lắm. Tại vì em quen người đó rồi thì người ấy kêu em không có thời gian cho họ. Em bỏ bê họ. Quái lớn hơn hay nhỏ hơn em? Cũng lớn hơn em. Mối tình cuối vừa rồi em mới bỏ chắc đây. Em bỏ hả? Em bỏ. Trời ơi. Mạnh miệng nha, mối tình cuối mạnh miệng à. Quen được 2 tháng. Đặc biệt ngộ lắm. Tại vì em quen người đó, em cảm giác người đó giống như mối tình đầu của em vậy đó. Đầu em nghĩ là nhỏ tuổi là em sẽ không thích. Nhưng mà người đó làm có nhiều hành động á, cảm giác em cảm giác là họ không nhỏ. Quen một thời gian sau 2 tháng thì em phát hiện ra người đó có vợ. Trời. Có con luôn. Em là người chia tay đầu tiên. Dạ. Thì đó là người ta lừa dối mình. Mối tình thứ hai á, khi mà chia tay thì em cũng phát hiện người đó có vợ. Trời ơi. Gian gian dấu díu mà mờ đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mẫu người của em như thế nào? Có đề mẫu không? À, cao hơn em chút, phải có học vấn. Nói chuyện bằng lời nói chứ không phải là nói chuyện bằng hành động, tay chân. À, nói chung đừng có cục xúc quá đúng không? Tính tình sao? Tính tình hả? Hài hước, vui nhộn. Tại em là người không có nói chuyện nhiều, cho nên em muốn người đó nói chuyện cho em vui á. Nói chuyện nhiều lên, gặp nhau mà phải có người nói chuyện. Em mà không nói chuyện, người đó cũng không nói chuyện là bập bể, bập bể. Em có e dè với là một người đàn ông đã có một mối tình tan vỡ không? Không á, chuyện bình thường lắm anh. Dạ. Ổn, ổn, ổn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, chàng trai ghế màu xanh, em có bao nhiêu mối tình rồi? Sao em cũng có khoảng 2 mối tình. Tình cảm thời học sinh sinh viên thì nó cũng đơn thuần lắm, không có gì cả. Năm đấy là cũng đi học cùng khóa nhau. Cũng có yêu đương 2-3 năm, nhưng sau em đi làm xa nhà thì em cũng bọn em cũng không còn tiếp tục nữa, chia tay. À, vâng. Coi như là xa mặt cách lòng. Còn về sau giai đoạn trưởng thành chút thì có yêu đương bạn gần nhà. Cái xuất phát điểm của hai gia đình cũng không đồng đều. Gia đình người ta cũng có điều kiện tương đối thì họ cũng mong chờ, mong mỏi là tìm kiếm được cái nơi chốn nó xứng tầm. Thì là mình không đáp ứng được thì nào cũng tiểu 2-3 tháng là cũng không đến đâu cả. Và do bên đó chê bên mình hay là do bên mình tự ti? Bên đó khước từ mình. Nhưng mà mối tình đó quen được bao lâu rồi thì gia đình bên đó phản đối? Cũng khoảng vài tháng, 2-3 tháng. Nếu vậy thì chưa có mối tình nào gọi là khắc cốt ghi tâm, mối tình nào mà gọi là nó sâu nặng là cũng chưa tới đúng cái mức đó đúng không? Vâng, chắc là do em cũng kén chọn. Trời, hồi nãy mình khen đẹp trai phong độ mà cũng phải kén chọn chứ. Thế bây giờ em kén chọn thì giờ em muốn tìm một người như thế nào nè? Kiểu người mỗi người truyền thống. Có tiêu chuẩn gì về ngoại hình không? Trung bình. Vâng. Trung bình là như thế nào? Như chị chẳng hạn. À, trời ơi, đánh giá trung bình nè. Trời ơi. Mấy em coi chị vậy mà đánh giá có trung bình nè. Chị được gọi là trung bình khá. Trời ơi, nó thêm đi dầm, nó thêm trung bình khá. Chị nói người ta đẹp trai thì người ta có quyền đánh giá. Ủa, tôi khen mà, tôi khen đẹp trai mà. Tôi đi dầm nó lên khá. Rồi sao à? Đi lên dầm mức nào nó lên không khá à? Giỏi. Rồi, cho nên giỏi vậy. Rồi, cho giỏi. Chị là xuất sắc. Trời ơi, buồn hết sức buồn vậy. Có anh nào hốt em hốt lẹ đi chứ em lên chương trình này em bị trai vùi dập quá mấy anh ơi. Trung bình. Tôi vậy mà trung bình thôi à, trời ơi là trời. Đây nè, cô gái xuất sắc ở đây ngồi đây nè. Chuyện tình yêu của em thế nào nè, Thiên Dân? Em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời em đi học sinh viên. Sau đó thì em quen một người nữa là người thứ hai. Năm 2013, được 2 năm. Nói chung là vui lắm anh. Vui sao? Vui có, mà. Tôi nói thỏa thuận với anh đâu mà anh này. Ly. Dạ cũng có. Có hả? Dạ. Sao vậy? Mà lúc trước là em ghen lắm. Lúc em còn trẻ em ghen cực kỳ luôn. Lúc trước là ảnh đi uống cà phê đi nhậu là em có điện thoại mà em phải mở quyết không cho thấy. Còn mà nghe tiếng gái là em phải kêu ờ 2 giờ. Mình kêu nói chuyện với em đi rồi tắt. Quen cũng được 2 năm thì sau đó thì gia đình hai bên ngăn cản. Lý do sao ngăn cản? Dạ tại vì giống như ảnh ham chơi quá chị. Cũng có thể nói hẹn biển là sau này nếu mà em đi lấy chồng trước á thì anh sẽ lấy vợ sau. Đúng như vậy, đúng như là nói luôn. Nói chung là người tính không bằng trời tính thì em đi lấy chồng trước và ảnh thì lấy vợ sau. Thôi mẹ ơi. Mới tình thứ ba là chồng em. Có con chưa? Dạ có rồi chị. Cháu mấy tuổi em? Dạ 3 tuổi rưỡi.
À, đang ở với em hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Ảnh lớn hơn em nhưng mà em nghĩ là chắc ảnh cũng có suy nghĩ nhiều nhưng mà không. Giống như đang buồn á chị, rồi mình gặp một cái người cũng hơi hơi hợp á, rồi mình thôi quen đại vậy đó. Ở được 2 năm. Con em là con trai hay gái? Gái. Sau này khi cưới về á thì em thấy cũng hơi buồn một xíu là ảnh cũng hơi ham chơi nữa. Mà ảnh không biết lo gì cho con cái á. Nói chung là cũng hơi bị sai lầm. Giờ lần này kiếm chồng sao? Muốn sao? Em cần một người nói chung là hiểu em, biết em cần gì và không thích gì, và không thích gì. Đừng có gia trưởng quá. Nói chung cũng biết nấu ăn để những lúc mà em bệnh hay này kia thì còn nấu ăn để chăm sóc lại em. Đừng có tính toán nhiều thứ quá. Anh bỏ tiền ra mua gạo thì em bỏ tiền ra mua này mua kia. Tính qua tính lại em không thích. Tại vì nếu thương mình rồi là mình lo hết. Với lại là một điều kiện nhỏ nhỏ nữa là thương trẻ em, mặc dù đó có thể là không phải con ruột của mình, nó cũng là con nít, nó cũng vô tội thôi. Không cần là phải một người cha thân thiết đâu, chỉ cần là cưng cưng xíu được rồi. Người nó quá dày dặn kinh nghiệm về chuyện tình yêu rồi. Bạn trai đang ngồi ở dưới, không biết là em đi hộ cho bạn nào trên này. Em chào anh Hương Minh Đạt và chị Cát Tường ạ. Chào các bạn chơi. Em là hôm nay đi đến em hộ cho anh Thành. Anh Thành. Anh Thành thì tính hơi ngại một chút nên là nhiều khi không hiểu được bạn gái á. Như bạn gái phải chủ động chỉ dẫn rồi cách chiều chuộng hay sao ạ? Dạ. À. Cái đấy thì thôi thì anh vừa chủ động và nếu mà bạn gái cũng chủ động thêm một chút để cho hai bên nó hiểu nhau hơn, có nhiều cái tâm sự với nhau được nhiều hơn. Em đây quan sát câu chuyện trên sân khấu thì thấy hai bạn nữ đây, bạn nào sẽ mạnh dạn? Bạn gái ở đây á mà thấy anh Thành hợp thì sẽ chủ động hơn một chút. Theo em thì thấy bạn gái ngồi ghế màu xanh. Ngồi ghế màu xanh. Bạn ngồi ghế màu xanh là hợp hơn. Hợp hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Cũng mệt rồi ha, uống nước liền ha. Anh mưa gió không có chuẩn bị được. Mưa gió không chịu được. Lấy nước em đã uống. Hả? Lấy nước của em cho em uống rồi. Ồ vậy hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao ngộ vậy? Đem nước lên làm cho mời anh này 1 ly với mời bên đó 1 ly á hả? Em cũng có ý là như làm tương tự như em, anh không hiểu ý. Đưa cho ảnh để ảnh qua anh mời. Vâng. Anh mà hiểu tưởng đâu mời anh uống luôn. Vâng. Người ta thật thà vậy. Vâng. Em không kịp, cản. Em không kịp cản. Thì anh cái đỏ đang khát nước quá, anh bưng anh uống luôn rồi. Cho nên là cô cái đỏ không có nước uống. Đó là vậy ha. Mình ghi nhận tấm lòng của anh ghế xanh. Triển khai luôn. Triển khai luôn đi. Bây giờ mình chơi game show luôn cho nó. Game show luôn đi. Giờ thoải mái đi nào. Bây giờ là thấy mặt nhau ở gì. Thì bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi nhỏ với tên gọi là bịt mắt đi vào trái tim anh. Ồ yeah. Oh, yeah. Bây giờ nó sẽ lệ đi à? Thể lệ, hai cô gái sẽ bị bịt mắt. Cát Tường sẽ dán những cái sticker này vào những cái bộ phận trên người của người đàn ông. Hai bạn sẽ lần lượt lần mò để mà lấy hết những cái này xuống. Trời ơi, hai bạn nữ khởi động tay quá kìa. Khởi động quá hả? Khởi động thêm quá. Thêm đi chứ đủ chưa? Rồi nè quá trời. Nhiệm vụ của hai bạn nữ là sẽ dùng bàn tay trần của mình. Đó. Mò mẫm rờ rẫm sờ sẫm. Mò 6 cái tít cơ. Xin mời hai cô gái. Rồi, từ từ ạ. Đây. Rồi. Trời ơi, mò dữ vậy. Ba tấm thôi. Thôi để rồi. Rồi. Nhân cơ của người ta cái mà tham ăn quá. Hốt đi ạ. Trời ơi, bà mò bây giờ. Hốt đi ạ. Chưa đủ đâu, hốt nó đi ạ. Còn tấm. Hốt đi ạ. Hốt à. Hốt luôn. Hốt nữa còn quá trời. Quay hốt quá vậy. Hốt từ từ thôi. Bà khoái chí bà cười quá vậy. Không phải. Hết em. Đang lụm biếu. Hết rồi. Rồi đếm coi được mấy phiếu. Bà làm gì bà hốt cái ông đầu bếp, bà hốt 4-5 cái của người ta như vậy. Không phải, em tưởng em đang hốt biêu đơn hàng. Chốt đơn hả? Tưởng chốt đơn hả? Bà đang chốt đơn, chốt quá chốt. Mày bán được mấy đơn? 7.
bảy biêu vào rồi. Người thắng cuộc sẽ nhận được một món quà khủng từ chương trình, sẽ được mỗi chàng trai hôn một cái. À, ngon luôn à. Đẹp chứ. Em trước đúng rồi, nãy bà hốt người ta quá mà. Hốt quá mà. Đó, đó. Ai nói ông rụt rè? Ai nói với em là bạn em rụt rè? Kìa quá. Hốt hả? Hốt em quá nè. Em bò đầu này nè. Em bò. Người ta quy định từ ở dưới lưng lên thôi. Em làm gì bò dưới chân ta luôn. Người thua cuộc sẽ bị phạt mỗi người một nụ hôn nữa. Phần quà ngộ vậy. Em thua cuộc, em sẽ bị hung mỗi người một cái. Rồi hung đi. Sao nó hình như nó hợp. Em hung mỗi người một cái nè. Bị ngược ngược chứ thôi đúng rồi. Hung đi. Sao thua hay là thua là trắng tay xí xóa. Đó, ảnh cũng nói xí xóa đó anh. Xí xóa luôn hả? Ảnh với em xí xóa rồi, anh xí xóa luôn. Xí xóa luôn. Còn có gì em sau này em sẽ quy định của chương trình là được. Em sẽ lo. Còn em muốn hung cái gì là chuyện của em. Anh đưa tay cho em đi. Đây, đưa tay nè. Trời chúng đó hung nè. Rồi hung à. Em muốn hung đầu. Em muốn hung đầu hả? Cái gì? À, hung tay. Đó, đơn giản quá mà. Một cái trò chơi vui vẻ quá trời. Rồi, bây giờ về chỗ. Không biết cảm xúc của em nha, chốt đơn hàng đó, được 7 cái đơn đó, cảm xúc của em như thế nào? À, nói chung là vui. Mà không thấy cái nào rần rần gì chứ. Hả? Không cần thật quá đâu. Không phải, tại vì nó không có được. Nó là một cái trò chơi đúng không? Đúng rồi, nó là cái trò chơi. Chưa nghiêm túc đúng không? Rồi, chút xíu em sẽ được hung thật. Rồi còn các em mà được, rồi, được hung. Má này có cảm giác chắc luôn. Trời ơi, mạnh dạn quá hả? Chứ còn gì nữa, bả là người hung ta, bả không cảm giác gì thôi. Sao em? Em hả? Cũng bình thường à chị. Ai em đâu hơn? Có tiếp xúc da thịt đâu. Hay anh né, em thấy giống như em bị kỳ thị cho nên thôi em không quên. Ai mà dám kỳ thị phụ nữ. Vậy bây giờ cảm xúc của em như thế nào qua cái trò chơi vừa rồi? Nhanh quá, trong vanh quá, em không kịp cảm nhận. Hôm mà cũng chưa cảm nhận được luôn. Đoạn đó thì có, đoạn đó thì đoạn hiển nhiên rồi. Không kiểu không có cảm giác từ chối lắm. À không có cảm giác từ chối lắm. À, còn bạn này sao? Dạ em cũng chưa thấy cảm giác chị. À, giờ muốn sao cho thấy? Trời ơi, ông có gia đình rồi mà ông quéo như con gái mới lớn vậy ông? Trong này là có những người cũng đã từng trải rồi, có những người đổ vỡ rồi luôn. Có những người có kinh nghiệm trong tình trường. Mà nói chung các bạn tuổi là đã trưởng thành, tuổi này là tuổi lập gia đình hết trơn rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ chia sẻ cho với nhau ngắn gọn thôi, mỗi người một vài câu quan điểm của mình về cái việc là người phụ nữ chủ động trong tình yêu như thế nào. Mời em nói trước. Thì đầu tiên em có lời cảm ơn chính ban tổ chức chương trình và anh chị MC đã tạo điều kiện cho bọn em được gặp gỡ trò chuyện. Thì là từ xưa nay rồi, cái bản chất người đàn ông con trai trong gia đình từ thời xưa là luôn có sự chủ động, là chỗ dựa, là trụ cột gia đình. Thì do đó họ phải là mạnh mẽ, can trường và có sự chủ động trong việc này việc khác. Em quan điểm là người đàn ông con trai phải toát lên cái gì đó, cái sự người ta gọi là cái nam tính. Rồi vậy còn em, quan điểm phải như không? Tôi nghi ông đó, đừng nói lý thuyết nha cha, phải thực hành nha. Dạ em thì dễ lắm, nếu mà phụ nữ đó cảm thấy mình đủ thì người ta sẽ chủ động tới mình thôi, cái đó là chuyện bình thường. Còn mình đấu cho mình, con nam mình nếu mình chủ động, mình đã thích rồi thì mình chủ động, nên chủ động trước. Nói chung người phụ nữ thấy tự tin đủ rồi đó để lo cho mình, để này nọ. Bữa nay mình đâu có cần phải là nam trước hay là nữ trước đâu. Rồi mời em gái ở cái đỏ. Em suy nghĩ như thế nào về việc người phụ nữ chủ động trong tình yêu? Người phụ nữ chủ động trong tình yêu thì em thấy bình thường lắm chị. Không có gì gọi là chủ động hết á. Thích là làm thôi. Đúng rồi nam, chị. Nam nữ gì cũng vậy. Dạ. Rồi ra tới em chốt điêu đi cưng, chốt biêu. Dạ, em thì có suy nghĩ như thế này. Người phụ nữ mà tỏ tình với người đàn ông trước á thì có hai cái như trên. Thứ nhất á là đối với người phụ nữ là người ta cá tính, người ta mạnh mẽ, cho nên là người ta thích, là người ta không có ngại, người ta nói thẳng luôn. Còn hai á là có nhiều người thì người ta không muốn nói, người ta ngại. Nếu mà hay hơn á là em nghĩ nên để cho nam tỏ tình trước, sẽ biết được là người ta có tình cảm với mình hay không chứ. Nhiều khi mình tỏ tình như vậy á thì người ta không thích mình. Có nhiều người, người ta cũng nói thẳng, ừ anh có người yêu rồi, sau đó thì mình thấy cũng hơi kỳ, cũng hơi quê. Cho nên là mà dù mình thích đó nhưng mà em nghĩ là nên kìm nén chút xíu lại. Rồi cái mình thích mà mình không dám nói, gặp cái người nhút nhát kia cũng không dám tỏ tình luôn, rồi cứ hoài vậy đó. Nếu mà người ta không nói thì mình nói. Em nghĩ là nếu một người đàn ông người ta thích mình á, người ta sẽ tìm cách để người ta nói cho mình biết, chứ không nhất thiết là để phải mình lên tiếng trước đâu. Tốt nhất là nên để nam chủ động trước thì nó sẽ hay hơn. Mặc dù
Dù mình mạnh mẽ nhưng mà mình hãy giả bộ yếu đuối đi. Đúng theo quan điểm của chị kì, là phụ nữ là lại. Theo quan điểm của chị là phụ nữ thì không nên tỏ tình trước, nhưng dạ, phụ nữ rồi. Phải lừa banh cho trai cho suốt. À, giả bộ đẩy thiền. Đẩy còn thiền. Nếu mình phải bật đèn xanh để cho đàn ông ta mới dám tới, chứ mình để đèn đỏ người ta không dám tới, hiểu không? Có nghĩa là người ta cứ tưởng đâu là người ta chủ động, nhưng thật ra phụ nữ mới là người chủ động. Rồi. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó là phần trao điện cho nhau. Hồi nãy là chơi mini game thôi, còn bây giờ làm thiệt. Mỗi bạn sẽ có 30 giây sang nắm tay, hoặc là nếu muốn có thể bạn có thể xin hung, còn bạn muốn làm thì bạn làm. Bạn chỉ có 30 giây để mà nói cái gì đó với hai người phụ nữ kia. Lần này mời anh trước. Đó, mạnh dạn lên nào chàng trai. À, xin phép em nắm tay. Em làm nãy giờ luôn. Nói chung thì tới trình này là có một cơ hội rồi. Cái duyên mình đã có, nợ mình có hay không thôi. Dạ. Đến trình nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ trân trọng cơ hội đó. Chào mừng. Rồi ngồi xuống đi cưng. Chờ anh thứ hai. Bây giờ tới em á hả? Ôi, bả chốt đơn nữa kìa. Chào anh. Trời ơi. Thủ tục đúng rồi, em là người đã từng trải rất nhiều. Nói chung là em có tính rất mạnh so với anh rất là nhiều. Yeah. Anh cũng đã trải qua rồi, nhưng mà anh lại ngược lại, anh nhát hơn nữa. Nếu mà đến đây nói chung là không biết bấm nút cho người nào. Yeah. Nếu mà có bấm nút, mong em hãy trân trọng điều đó. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Rồi, mời em. Người triển khai liền. Em trước hả? Trân trọng. Thì anh cũng không có nói gì. Thì là anh nói câu là anh không có tất cả, nhưng anh sẽ làm tất cả với em. Vì thực ra thì anh cũng nói hôm nay là mẹ anh cũng tương tự giống em, có hoàn cảnh giống em, thì là anh cũng có sự đồng cảm nhất định. Thì là sau chương trình này cho anh nhìn em đi chứ, sao anh nhìn tùm lum hoài vậy? Anh nói chị em phải nhìn sau chương trình này cho anh cơ hội được nói chuyện và liên lạc với cả Ly nhiều hơn. Dạ. Và xin hết. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Vậy thôi hả? Triển khai một người thôi hả? Triển khai được đó một người thôi. Hết điện rồi bạn. Hết điện. Rồi. Rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút như nhau. Nút xanh và nút đỏ tương ứng với vị trí, cái màu ghế của đối phương đang ngồi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại vài giây để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Năm. Anh nói câu là anh không có tất cả, nhưng anh sẽ làm tất cả với em. Em cần một người nói chung là hiểu em, biết em cần gì và không thích gì. Đừng có tính toán nhiều thứ quá, tại vì nếu thương mình rồi là mình lo hết. 4. Ba. Người phụ nữ chỉ cần hiền lành một xíu, không cần quá giỏi, chỉ biết nấu ăn được sơ sơ. Công việc thì không biết, mình hay chồng hỗ trợ nhau, công việc nhà em vẫn làm được, không cần cao lắm đâu. Em có e dè với là một người đàn ông đã có một mối tình tan vỡ không? Không á, chuyện bình thường lắm anh. Dạ. Hai. Một. Và bấm à. Bấm đi à. Hết thời gian. Và chúng ta nhìn thấy là ghế của hai chàng trai thì đã có màu sáng đèn. Ghế của hai cô gái thì không có sáng đèn. Gái ở ghế màu đỏ, sao em không bấm nút? Em chưa cảm giác rung động gì. Chứ chị thấy rõ ràng là các anh ngồi ghế đỏ là có... Anh có xi nhan em rồi. Có xi nhan em rồi đó mà em không dính được luôn hả? Chưa chị, chưa cảm giác cái gì với chị. Còn em gái ghế xanh, chị cũng thấy ban này là đã focus vô có một mình em mà không có thử cảm xúc với cô gái ghế đỏ luôn. Sao em cũng chưa bấm? Cái thứ nhất là em thấy là hai anh chưa có đủ để thuyết phục em. Chưa có cảm nhận được là cái người này sẽ như mình mong muốn. Em chưa cảm nhận được gì hết.
Cảm ơn chia sẻ của em. Mời bốn bạn đứng ra phía trước ạ. Hy vọng rằng là các bạn sẽ được thành công hơn trong cuộc sống của mình, được sức khỏe và chắc chắn tình yêu sẽ đến một ngày không xa đối với các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Rồi, kính thưa quý vị, và đến với tham gia chương trình ngày hôm nay, chương trình xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn. Đây, tặng em. Rồi, gửi tặng em. Và đối với các bạn đã ghép đôi không thành công, đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nha. Đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội đang chờ đón các bạn nhé. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.